vẫn đang là những tình huống khâu cùng top mid thôi. Bóng xe cũng chưa hề lộ ra ý đồ, nhưng bây giờ bắt đầu tràn lên, đó là cùng một shot rồi. Vị trí của Flamzy phát hiện ra đối phương và rất nhanh chóng là sủi tam về trong sai. Quyết định chơi an toàn thôi, nhưng bên này Jerry truy đuổi rất cắt vào đó, và tốt từng tên Jerry. Flamzy nằm xuống ở cả mọi người, và đó là Mantu. Mantu đổi một tiếng chỉ một thua là không đủ khi mà Zoti đã đổi mạng rất nhanh chóng. Lợi thế về người lại duy trì cho Fauzi rồi, và đây sẽ là pha retake 3v4 khá khó khăn dành cho OG. Vâng, một quả flash của Naysa này rất quan trọng. Nhưng bên phía Forze họ lùi về nhanh quá, họ biết rằng OG có đông người ở short, sủi rất nhanh với khu vực City. Và bây giờ đội hình của Forze dàn cánh cung ra để bắn nhau thôi, sẽ làm cuộc bắn nhau cực kỳ đẫm máu. Nhưng đó có vẻ như là đẫm máu dành cho OG, thì phải họ liên tục nằm xuống 3 player. Và đó là 1-0 dành cho Forze, khá là dễ dàng, họ không mất một ai cả. Nhưng nên những đối phương vẫn đặt một cái bài tờ ở khu cửa ở long nha. Đó là anh chàng nó quỷ. Vừa xong thì có một đét trả ra rất đau OG rồi. Biến biến OG đặt quá những vùng bình kính sang phi phát được chân gì. Và Tú tiếp tục bắn chân vào cái giáp phải trả là cái chết. Nó huy có mạng Kenshi cũng vậy, một tình Eco đổi hai. Ôi đổi thêm đây không, một hết đạn mất rồi. Vào đi bắt được Kenshi, biết người cuối cùng ở đâu thì liệu rằng có làm được hay không đây. Vâng, vào đi. Đây rồi, 1v1 quá tốt tới từ vào đi. Biết cái điểm sáng nào còn sáng hơn của Mantu trong round vừa rồi không, có chính là chỉ vị trí ạ. Chê chê người ta bay, còn chí khen thì người ta chốc, còn ở đây thì người ta chưa được chí khen chê gì thì cũng nằm xuống luôn rồi để tạo điểm nhấn. Một cái tình huống pick người thành công đến từ do tin thì để ban đầu đem về lợi thế cho Forze, và với việc lợi thế một người như này thì liệu rằng họ thể tận dụng chuyển sang thắng không đây. Flamzy lại là người bắn nhồng của hộp A-Long rồi. Tuy nhiên đối phương đang có đồ trả ra, và Flamzy bắt buộc sẽ phải sủi rồi, tạm thời nhường cái cửa long lại cho đối thủ. Tuy nhiên thì vẫn đang có rất nhiều vị trí đẹp khác để giữ long dành cho tên Flamzy. Còn ở mid thì Mantu vẫn đang cố gắng xoay sở cùng với sự hỗ trợ của đồng đội, nhưng bây giờ thì Mantu nằm xuống mất rồi. Nico liệu rằng đổi mấy đây? Nico phải có ít nhất là hai bạn, nhưng không được rồi. Zoti bắn quá hay trong round đấu này, triple kill dành cho vị trí của Zoti. Và bây giờ thì gần như đã là 99% tỷ lệ thắng dành cho Forze rồi, trừ khi Flamzy hóa thú. Flamzy có một, Flamzy nhìn thấy rất nhiều người, Flamzy làm rồi, Flamzy nhập nhà dẻo quá, Flamzy xuống Flamzy làm hàng được rồi, Flamzy không làm được một, nhưng đó là 3,5 thì đã là quá xuất sắc đến từ Flamzy rồi. Bây giờ thì vào đi, không những gì thôi, xin là xin vĩnh biệt cụ, sao phi dễ dàng có bạn văn đi và đem về round thứ 7 dành cho Forze. Và liệu rằng có phải trả giá từ Forze không đây? Thật sự thì cái đội tuyển này đang gặp vấn đề với chỉ những cái quả lửa cơ bản của Fuka thôi. Đây là lần thứ hai họ ném lỗi cái quả lửa này rồi. Điều này thì dễ quá, Mantu có mạng thứ hai ở trong round đấu này. Và lên thế nào đây? Gần cái đồ cho bò chay thì bò chay vẫn có mạng đến từ đầu quỷ. Một pha chuẩn free fire bằng thẳng của Mantu luôn. Nhưng lượng nhớ hơn người thì vẫn đang nghiêng về bên phía team OG. Và gì Miko đã back về rồi, 3 bên mặt của Saiyan thì là được dễ hơn. Vào đi có một lên thì cũng vậy, sao khi cố gắng nhưng mà quá khó địch bắn ba hướng liên tiếp vào, và đó là các bạn tiếp theo cho vào đi. 5-7 dành OG rồi, họ vẫn đang cố gắng duy trì thế trận tại map lớn 2 này, chưa để cho đối thủ tạo ra khoảng cách quá lớn. Nhất là bên phía City, nếu không đẩy sẽ rất tù, nhưng ở A-Long chuẩn bị lại có bắn nhau đang bị che mắt bởi những quả smoke spam là khá nhiều. Nhưng lần này Norwi quyết định bò vào trong quả smoke, bắn Norwi ra đi mất rồi. Nexa vẫn quá tỉnh đi, và lợi thêm người thì rất sớm dành cho bên phía OG. Lại thêm tiếng spam nữa, nhưng lần này Nico không đỏ được như Nexa. Anh ta đã phải nằm xuống khi mà chỉ bắn yếu được một người mà thôi. Thực sự Nico đang có những tình huống bắn lỗi trong những cái key moment đi. Nhưng quay trở lại thì Flamzy lại đẩy được cục long rồi. Lần này thì có người kề lại, và đó là tên Zoti sẽ làm gặt được cái đầu của Flamzy. Double kill Zoti rồi thì thôi, có lẽ sẽ là 8-7 dành cho Forze. Chứ bây giờ chạy lên A thì làm sao mà Dexa cũng như là vào đi back về kịp đây. Khi mà đây rồi, thấy được thông tin đó thì Zoti rất đơn giản thôi, táp thẳng vào đầu của Dexa. Còn một mình vào đi cố gắng xoay sở vẫy vùng, nghe được những tiếng ở shot và thấy được cái chỏm đầu của Zoti, thì đó cũng là những gì cuối cùng anh chàng ấy thấy được. 8-7 dành cho Forze trong cái lượt thi đấu first half này. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi đôi phút và chờ đợi đến với lượt second half rồi của cái lượt first half đó. Bên phía Forze đang tạm thời vừa lên dẫn trước, nhưng đó chỉ là một round mà thôi. Ở đây Zoti đang đẩy lên nấp trong quả smoke này, và chắc chắn sẽ nghe được rất nhiều tiếng người nằm xuống, đó lại là Zoti. Khá là đáng tiếc, các thành viên OG đang nhảy rất nhanh đến khu vực A-Shot ở trên A, đang là vị trí của Kenshi. Kenshi thấy được cái điều gì đó rồi, nhưng có dám đấu súng hay không đây? Đông quá chạy thôi, khi mà ăn một viên Glock vào mồm là rất yếu. Nhưng có vào đi bọc hậu ở đằng sau không thể thoát nổi. Bên phía OG đang có một tình huống di chuyển đội hình ở bên phía T-side là quá tốt. Bây giờ thì Nexa thì kịp đổi một, rất cố gắng những tình huống bắn nhau tiếp theo. Tình huống đưa về là 3v1 và Sophie cũng không có cơ hội gì nữa đâu. Ôi, vào đi, người dẫn đầu đoàn đua về mặt frag vừa có pha bắn kiểu gì vậy?
được bắn trước tầm 3. Sau đó nổ súng đến viên thứ 4 rồi vẫn không lấy được mạng đối phương và để chúng ta không được mạng. Nhưng mà có lẽ chỉ dựa tại đây thôi khi mà Nico lần này thì không mắc sai lầm nữa rồi. Chiến thắng Piston Round gọi tên OG và tỷ số một lần nữa quay trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên thì Nexa trong map thiếu này vẫn chưa thể hiện quá nhiều, nhưng không sao, với cái khả năng cô team nó đang là khác ở đây. Manto vâng bắt đạt với ông cầm lục gì đúng cứ round nào bên Forze cầm lục là Manto bắn như rồng như hổ luôn. Ở đây Kenzie có một tình huống headshot nhưng mà thấy là không đủ, Manto lại headshot nó quỳ tiếp nào. Ô Kenzie chết rồi, bốn mạng rồi. Em xin đây rồi, biết được ở đâu rồi, nhưng đồng đội đang phi lên, đồng đội đang bảo là không vượt cho ấy hay là không, đây đồng đội lại chậm lại rồi, rất khó đoán tình huống này là liệu rằng có ấy không đến từ vị trí Mantu. Sau phi tập này thì còng lắm rồi, săn bắt đầu Mantu đi săn rồi, tôi nhìn mặt là húng lắm rồi, lộ rồi, sẽ là cuộc đấu sờ cao ở đây, yếu lắm rồi. Nào chưa anh ơi, bắn đục anh ơi, địch yếu lắm rồi, tám màu bắn sờ cao làm gì cho nó tốn đạn. Và bây giờ thì vẫn đang tổ quay vây bắt đến từ bên phía team OG thôi, họ không chia cho Sang Phi đường sống nào cả. Bắt đầu búp bát vào rồi, Sang Phi có vẻ như sẽ đổi được một mạng tình huống này. Vẫn đang cố gắng từ Mantu, và đó là vào đi. Không được đâu bé ơi, anh không cho đâu. Và bên phía OG thì sao đây, hướng di chuyển của họ đó là lên shot cơ. Nhưng ở đây Mantu đứng có một góc kê khá là bất ngờ. Jerry có lẽ sẽ không dám. Tôi đang định bảo là có lẽ với 5 HP thì không dám đẩy, nhưng mà đẩy nhanh quá, OG đang lên khu vực A shot rồi. Nhưng mà có ốp của Zoti ở đây. Vâng, có ốp đang kê cho mình góc kê khá là đẹp và bắt buộc phải ném flash ra liên tục để ép trợ lý của Zoti phải lùi về thôi. Zoti vẫn đang cuộc tìm kiếm được đó, và đó là Nico phải nằm xuống C4 rơi. Vâng, C4 rơi rồi, nhưng không sao, góc này thì bên phía OG vẫn có thể nhặt lại và đặt được quả C4 này nha. Nhưng quan trọng là đặt về đâu đây, khi mà shot thì City cũng đang dần chiếm lại rồi. Long chắc là không đặt được và đây sẽ là một bóng xấu rồi. Nhưng Mantu lại bắt được người shot, cơ hội đang mở ra cho OG trong round đấu này. Quan trọng là Mantu phải giữ chắc được hook shot cơ. Trong khi đó thì Vaudi cũng đang dần di chuyển hỗ trợ rồi. Một góc bắn rộng đến từ Vaudi sẽ là key player để hỗ trợ cho cả hai. Còn lại như Kenshi đây có một đổi mạng là quá nhanh đến từ Mantu. Một pha Quickscope đẩy ra bắt được tay bạn Sophie. Giờ Zombie đổi mạng đánh xa rồi, từ về đó là 1v1. Nhìn thấy nhau ở đâu và bây giờ sẽ là cuộc đấu trí giữa hai upper chính của hai team. Bom này hơi khó, Mantu đã phải nằm xuống nhưng thời gian gỡ là không có. Mantu vẫn đang là một player thi đấu tốt ở bên phía T-side. Vâng, nhanh quá, tôi đang không biết đây là ai cả, nhưng chỉ với một khẩu DE thì hơi khó. Bắn trượt rất nhiều, do T làm như mình cái mạng thứ hai rồi. Cái mạng thứ ba đâu thì chưa thấy. Vâng, vào đi, đổi mạng của Kenzie đấy. Bom xe A đang tạm thời thuộc về OG được có một nửa thôi, khi mà bên phía 4G vẫn đang áp sát rất gần bom xe A. Nexa đã phải nằm xuống. Vào đi, anh ta không thể làm gì hơn được nữa cả. Và đó là round thắng rồi cho 4G cơ. Cái khẩu ôm của Zoti vừa ra trước tôi bảo là nó không tỏa sáng, thì bây giờ nó tỏa sáng thật rồi. Nhưng đổi một và nhiều lắm thì đổi hai mà thôi. Flick là tốt tí từ Sophie, double kill rồi, vẫn chưa ai có gì có thể vào được. Và bây giờ thì triple kill, ai đó cứu Sophie đi. Nhưng ở đây Norwi xây trượt khá nhiều, nhưng đổi ba là quá tuyệt vời. Bây giờ Nico sẽ tanh vào bom sai, nhưng bây giờ smoke và flash được trả ra liên tục. Nico vẫn chưa tìm thấy cái điều gì cả. Norwi đổi một và một vết ba cho Nico, rất khó dành cho anh chàng này. Vâng, cố gắng làm được một điều gì đó, nhưng đội hình của Forze đang vậy là vây hết mọi ngả đường rồi. Nico đổi một đó, nhưng vẫn còn đến hai người nữa phải đổi nữa cơ. Và bây giờ chỉ cần đợi tiếng tít tít thôi, Forze sẽ lập tức tràn vào ngay. Vâng, cố gắng tít tít nhưng như Chía đề cập rồi, không thể nào có chuyện 3v1 mà lại để cho địch đặt bom được cả. Và đó là mạng dễ dàng dành cho bên phía Forze, đưa tỷ số lên thành 11-11. Để xem rằng có mắc sai lầm đến từ Forze hay không thôi. Để vì bắt đầu khó bắn ra ở khu shot ở Long, thì đó lại là một cái màn thảm án đến từ bên phía team Forze dành cho đối thủ. Hai mạng rồi mà bên kia mới chỉ được một thôi. Jerry tiếp tục làm được, đó là hai mạng nữa ở đây. Quả C4 thì vẫn đang rơi, Mantu khó quá rồi. Bắn CT phải đi save rất nhiều lần thì bên T-side cũng chẳng khác là bao. Khi mà đồng đội chưa cho anh được chơi game thì đã nằm xuống hết. Và bây giờ rồi, chắc chắn sẽ là 13-11 dành cho Forze thôi. Bắt đầu di chuyển đến A, Mantu spam sống chết Zoti, chứ lại có vẻ như thấy cái chỏm đầu thì phải. Và bây giờ thì liên tục nết trả ra để làm chậm bước tiếng OG lại, nhưng nhảy qua xuống ông lượt thì Flamzy làm đời rồi. Và một tiếng bật quá tốt từ Flamzy. Một pha nhảy qua smoke có thể đó là khiến cho bên phía Forze hoàn toàn bất ngờ. Bây giờ C4 sẽ được đặt, Jerry cố tìm đường về, nhưng chạy đâu cho thoát. Jerry ơi, không chạy được, đường này không chạy được.
Thì chơi rất khó chịu trong cái tình huống vừa rồi, không chỉ băng con smoke làm đôi đâu mà sau đó anh chàng cứ liên tục nhảy check lên để chiêu thức đối phương, khiến cho cái người chơi phía 4G không thể nào mà lùi về short được một cách an toàn và thoải mái. Bây giờ thì sao, vì có lẽ sẽ cố gắng đi bắt súng thôi, cái lượng tiền của 4G là quá nhiều để phải xếp rồi. Sau khi không bắt được thêm ai cả, một chiến thắng cực kỳ thành công với OG, họ chỉ mất đi đúng có một lần duy nhất. Điều này sẽ giúp cho cái con đường comeback của OG. Trong khi đó bên phía 4G họ quyết định là gần như là kéo về hết ở khu vực bom xe A rồi. Spam của từ Naui là khá nhiều nhưng vào đi mới là người chiến thắng. Trên bom xe A vẫn còn Kensi. Vâng, góc kê của Kensi đang tạm thời là đẹp hơn nhưng sấy trượt thì nhiều quá và thôi xong, đây sẽ là cái chết dành cho Kensi. Rõ thì đổi một nhưng tình huống đang là 2v4, rất khó cho 4G trong tình huống này. Đang có móc vào rồi, do đây làm sao mà thoát được. Vẫn kịp đổi một đến từ Jerry đấy. Nhưng là thằng thứ 13 sẽ dành cho OG mà thôi. Đánh A mãi không được thì thôi, quyết định đánh B flat. Bắt đầu trả giả phi ra đây, Sophie trắng nhiều quá. Norway lại xây đôi ư. Norway chỉ có thể đổi một vì chỉ có Sophie ấn lộ và liên tục có flat rồi. Anh chàng này không thể thoát được đâu. Nhưng do team mới là người kết thúc đi các bạn của Vardy. Đưa tình huống về là 3v3. Bom sai B thuộc về phía OG. Và hai team vẫn đang liên tục có những cái hòa âm ánh sáng đến từ những quả lửa và những quả flat. Và hết rồi, hết hòa âm ánh sáng rồi thì chuẩn bị chuyển sang những tình huống bắn nhau thôi. Mạch ba người về khu lao tan cùng nhau và ở đây sẽ có cái tên Mantu đón các thành viên của 4G. Và để xem rằng Mantu làm mấy đây. Là có một lùi về sẽ là đẹp ở đây, thậm chí không có một mặt yếu một làm ở đôi cái tên Mantu rồi thì sẽ là dấu chấm hết dành cho 4G thôi. Kensi chỉ có lựa chọn duy nhất đó là đi xếp ốp. Bởi vì cái lượng tiền của 4G bây giờ cũng không còn dư giả nữa rồi. Rơi thêm của ốp này sẽ là cực kỳ tai hại và anh ta thừa biết điều đó. 14-15. Liệu có một tình huống có thể nói là tỏa sáng xuất thần đấy không? Nhìn như này tôi nghĩ rằng Nico sẽ phải nằm. Nhưng không, đúng là Nico nằm thật rồi. Sophie đổi 2. Nhưng bom sai B không còn ai cản OG cả. Và bom sai B là một bom sai mà rất khó để có thể retake được. Cơ hội dành cho OG vẫn đang là có. Và để xem rằng là 4G họ làm được cái hôm đây. Jerry móc máy tới đây nhưng chưa kịp bảo vệ ai cả. Quả C4 đã được hạ xuống và Mantu tiếp tục lập công. Mantu không những làm một mà làm đến đôi thì đó là thừa đủ đem về chiến thắng đầu tiên trong là thiếu một tham dành cho OG rồi. Vào từ cả cửa B lẫn cả khu tunnel luôn. Cho Huy chọn góc chọn kê là quá khôn ngoan đây. Chỉnh được một người thì phản xạ là nhanh. Và lại là Mantu bò và smoke bắt được Jerry rồi. Mantu đang được kiếm công chơi và Mantu lại là làm đôi thôi. Vỡ trận đến từ 4G rồi, họ để cho OG đang tự tung tự tác bên phía T-side, muốn đánh đầu, muốn chiếm đầu cũng được. Vâng, Mantu bây giờ đang thể hiện với cái thứ CS nó quá là hoa mỹ, trời ơi. Bắt đầu cài được người súng CT rồi nhưng Nexa cũng đã nghe tiếng của súng Nexa, quả bắt không về bù. Jerry kịp có một, Kensi đối mạng là tốt và lượng thêm về người đã có dành cho 4G. Một tình huống 4v3, thời gian thì vẫn còn thừa đủ để đặt tấn công của C4 này xuống, mà quan trọng là còn qua người top mid nữa cơ. Vâng, Kensi bây giờ đang là một vị trí rất bất ngờ dành cho các thành viên của OG. Ô không, không có gì bất ngờ cả. Không có gì bất ngờ ở đây cả. Nhưng Flame Z đã phải nằm xuống. 2v3 là quá khó rồi. Nó bị móc từ đằng sau. Cơ hội dành cho OG là không nhiều nữa. Và đó là 17 đều dành cho 4G. OT3 thôi. Thế là trận đấu nó đã quá hấp dẫn rồi. Một lượt trận đấu bom 1 thôi mà bắn hết OT3. Và ở đây thì do te có tiếp các bạn của Nexa rồi. Mantu bắn trượt, có vẻ như sang CT side thì đây mới là Mantu bỏ T. Vâng, sang T side thì lại là một người hoàn toàn khác. Và đến lượt Flame Z cũng bắt đầu có những dấu hiệu trở lại. Có vẻ như bên phía OG, có vẻ kiểu các player của họ chỉ bắn được một nửa bên side thì phải. Sắp làm rồi. Tôi tin là như vậy luôn, và đúng là như vậy. Một pha bắn ảo mà Canada đến từ đầu quỷ. Một viên AK lắc kệ tâm vào thẳng mặt địch luôn. Nhưng ở đây, vâng, Nexa cố gắng sủi về với đây đồng đội, đổi một tới được Nexa thôi. Và đồng đội của anh thì đang ở quá xa để có thể làm được một điều gì đó. Bom sai B sẽ thuộc về bên phía 4G. Họ sẽ đạt được C4 tiếng này, lại đang có một tình huống bỏ qua smoke team được Vardy này. Trong tình huống đã gặp bất ngờ, vâng, Vardy kịp đổi một. Nhưng mà bây giờ cứ đổi một như này thì 4G vẫn sẽ là người chiến thắng, họ đang hơn người mà. Họ không có gì phải vội cả. Lại thêm smoke, lại là những tình huống spam. Nhưng lần này người bỏ qua smoke đó là Nico. Cứ từng người một bỏ qua. Thời gian đang dần trôi đi nhưng Nico bị lừa. Và còn lại của mình Flame Z thì thôi, kết thúc rồi. Kết thúc rồi, 19-17 sẽ dành cho 4G thôi. Không thể làm khác được. Và xin chúc mừng 4G với cái chiến thắng này.